Hôm nay ghé Vũ Văn Bự các bạn, thấy chiếc máy đào bánh hơi cũng mới vừa về nè. Máy đào bánh hơi màu xanh xanh là của hãng nào đây ta? Kubutun gì đó, nói chung xe Nhật Bản, của Yanma. Xài động cơ 3T84. 3T84 28 ngựa, như vậy là chiếc này gầu 1,5 tấc rồi. Bánh hơi gầu 1,5 tấc, gầu 1,5 tấc ha, hai cầu, bánh lái như thế nào đây ta, để mình xem thử coi, sao thấy nó thẳng o, nó không có chỗ lái ta. Như vậy là cái lái này là nó là lái dạng là một bên khóa một bên chạy, chứ không phải là lái bẻ mình các bạn nha. Nếu bẻ mình thì mình thấy cái dàn bánh nó có bẻ mình rồi, một bên khóa một bên chạy thôi. Có nghĩa là thí dụ như bên này khóa ngừng lại thì bên kia nó lùa qua, ở bên kia khóa ngừng lại thì bên này nó lùa qua, chứ nó không có bẻ mình cho cái con này. Của hãng Yanma, nhưng mà này chắc của thằng động cơ Yanma, thường là Yanma. Nhìn cái mà cái góc cạnh này là của Yanma, màu trong là màu của Komatsu BDKL 25. Thường thí dụ như 28 ngựa là nó nằm tầm khoảng 1,5 tấc. Con mini mới về nè, HI gầu đông biết chưa dọn chưa gì chưa đó. Rồi xe rùa máy dầu hai cầu bẻ mình máy dầu rồi một chiếc xe rùa có ben, hôm nay chạy gì đây, động cơ xăng OHV 500 kg, có cabin. Rồi mình thấy Yanma đây thì có con máy đào đây nè, có SH35 nè, BC40 nè, rồi Yanma B37, rồi BC30, BC40. Rồi có con Sumimoto SH35 luôn. Rồi BC50U Komatsu. Rồi Kobenko SK050 tay lái thủy lực. Rồi Komatsu BC30 đời cổ tay lái cơ. Hai con con Sumitomo SH90. Rồi con này Nissan N250. Rồi con SH40 Sumitomo. Rồi một con Kobenko SK050. Rồi Hitachi Jazz 30U. Rồi một con S90. Có nhỏ nhiều lắm, tí hồi mình sẽ vô. Nhỏ rồi mấy sới, mấy cày rồi nhiều lắm. Rồi con xe rùa 1001 hàng đại khủng, đại khủng long. Rồi Kubota mấy đây? Kubota 35. Rồi IHI 18 UZ. Rồi Candy Kit. Hitachi ES40U. Rồi một con xe, hai con xe rùa cẩu. Xe rùa có cần cẩu.
10 bánh, 3 cầu, rồi máy đào mương, rồi BC20, rồi tí mình vô trong cái nhóm trong nha. À. Rồi xe rùa CR30 trong cái chiếc C25R, C30, rồi xe rùa chạy xăng nè, rồi xe công nông NF80L, rồi AX22, rồi VO40, rồi Yamaha VO50. Tới đây thôi dừng được rồi. Xe rùa Cobe mấy thôi không biết. Cobe à, Cobe 045 MM20 Mitsubishi. Rồi đây có là mấy cây vài chục triệu đây. MM15T nè. Rồi trên kia là Hitachi EX15 kìa. Rồi đây có Kobe K015 nè, Kuta chứ K015 nè. Rồi có Hanit 1508 nè. Rồi AX15 nè, Iriman là này là đúng ra của con ma nè, Iri thường thường của con ma, AX15 nè. Rồi hai con Kobe SK015, ô tem đẹp ghê ta. Qua Pháp luôn, bùa đé. À, gọi vé số đúng không? 101 Kobe 015015, rồi EX12, rồi Komatsu mấy chục triệu một chiếc ở trong á, rẻ lắm, mấy chục à, hình như 40-50 gì đó, 30-40 gì đó. Ở đây có răng ma, có đề nè. Rồi đây răng ma mấy đó không biết. Răng ma 180 SS180 NS180 1800 180C giờ. Rồi Kubota E850. Rồi Kubota gì đó không biết. Răng ma HS6, rồi đây mấy mấy tuổi nè, mấy con dân ma gì đây không biết, S75 rồi đó, dân ma rồi mới về ha. Rồi mấy cục nè, mấy tuổi nè đó. Rồi đây IS80G nè. Rồi Kubota K185, rồi IA80, rồi dàn số, rồi Kubota K700, rồi S8, hai dàn IS8, IS8 70, KS7, rồi Kubota, rồi máy đào mương, rồi Kubota K85, 850 dân Isuki KA850, Kubota RA85, rồi ZK1-8 Kubota NF80L IA75. Ồ đây có con tám bánh DD180 Mitsubishi. Rồi Movan, đây có con công nông. Rồi có con xe rùa bánh xích mini. Máy đào hai con 015. ZK1-8 đây Isuki SH85, Isuki 751, cái này 751. Rồi dàn sới răng ma
Sao mai gì đây ta, đẹp dữ ta. Haha, IC80 đẹp quá. Rồi Kuta K1 Ma75 NF NF80. SS90 Kuta. Rồi đây có dàn sới đuôi sới nữa nè. Dàn sới đuôi sới nè. Rồi máy sới xăng nè. Máy sới xăng. Sới xăng giá từ 3 triệu cho tới 10 triệu. Rồi. Rồi, máy phát cỏ ngồi lái. Hai em. Rồi xe rùa. Xe rùa một cầu. Không ben. Hai chiếc, ba chiếc xe ngồi lái luôn. Ba chiếc cắt cỏ ngồi lái. Ba chiếc xe rùa. Cái này dòng này có mười mấy triệu một chiếc nha. Giá rẻ bất ngờ luôn. Rồi. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ alo với ông chủ ha. Rồi mến chào anh em.